Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái mạch điện rất là thú vị. Đó là mạch điều chỉnh tốc độ động cơ. Hiện tại đây là mình dùng điện 12V và nó thể giảm xuống được tới 1.3V. Và tốc độ quay của động cơ thì rất là chậm. Motor là 12V luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh cho các bạn xem trước nhé. Sau đó mình sẽ đưa cái sơ đồ mạch điện. Các bạn sẽ thấy nó tăng từ từ. Đấy. Ba vô. Mình chỉ cần dùng một con D718 thôi và cái biến trở 50 kg. Không cần các cái con ví dụ ICLM 7805 hoặc gì đó. Cái con D718 này nó có ưu điểm là nó chịu được cái dòng lên tới 10 A. Còn con 7805 thì chắc 1-2 A là hết mức rồi. Đó, lên tới 12V cứng. 12V. Các bạn thấy mình chỉ cần dùng một con D718 thôi và chạy con này thì con này không có nóng, không có nóng. Rồi mình tắt điện các bạn xem nhé. Đây cái mạch điện nó vậy, đơn giản thôi các bạn, chỉ có 2 dây thôi. Đấy, 2 dây. Dây chúng ta cấp điện âm vào thì nó vào chân số 3 này, 1 2 3 thì chân số 3 của con D718, còn chân ở giữa là đi ra. Đấy, còn con biến trở này chúng ta nối này, cái chân ở giữa này của con biến trở nối vào chân thứ nhất đấy, còn chân thứ bên ngoài này thì nối vào chân thứ giữa, còn hai chân này thì mình nối chung với nhau đấy. Còn đây là con điện trở 330 ohm. Thì nguyên lý hoạt động nó như thế này các bạn, khi chúng ta điều chỉnh volume ở mức cao nhất á, mức này, này thì điện trở nó đây là nó nhỏ nhất thì nó kích điện vào chân đầu tiên này, dòng kích nó lớn do cho nên cái con transistor này này, con D718 này nó mở điện cho từ chân số 3 qua chân số 2 nó lớn, thành ra là hầu như là mở hoàn toàn, thành ra điện đây bao nhiêu thì điện ra đấy bấy nhiêu. Rồi khi chúng ta chỉnh ở mức nhỏ nhất thì cái dòng điện nó rất là nhỏ cho nên nó cũng kích mở nhỏ thôi, thành ra nó giảm cái hiệu điện đấy xuống. Rồi con điện trở này có tác dụng á, là nó giúp ổn định cái dòng điện khi mà chúng ta hạ về mức nhỏ. Nếu không có thì này nó có thể là trở về 0V, nhưng mà có con này thì nó sẽ là giúp ổn định ở cái điện thế là bao nhiêu volt đó cố định, ví dụ 12V mà mình gắn con này vào á, thì nó sẽ giảm xuống là còn 3.5V đấy. Còn mà khi mà chúng ta gắn một con 1K thì nó xuống còn tầm 1.5V ví dụ vậy. Còn khi mà chúng ta xài 36V thì nó xuống khoảng tầm 5-6V gì đó. Con này chúng ta bỏ cũng được, nhưng mà nên gắn vào để cho cái điện đầu ra này nó ổn định hơn. Và các bạn nên gắn tụ điện ở hai đầu của con motor thiết bị tải nhé. Đây sơ đồ mạch điện nó như thế này, các bạn dễ hình dung hơn. Điều chỉnh điện áp từ 36V xuống còn 3.5V hoặc 1.5V. Đấy, chúng ta nên mắc một con tụ để nó lọc nguồn, ổn định nguồn từ chân âm và chân dương của cái đèn hoặc là motor. Còn biến trở là 50 kg, còn điện trở 330. Cái con D718 này nó sức chịu dòng nó khoảng tầm 10 A, tối đa là 10 A các bạn. Còn hiệu điện thế nó chịu được là 60V. Đó, ví dụ các bạn mà muốn chỉnh lên 60V thì các bạn nên thay con này khoảng 100 kg. Còn con này lên khoảng 1 kg. Đấy. Con này mình để con này thì xài 36V, nó chỉnh xuống tầm 3.5V. Đấy. Tha hồ để các bạn chế cháo luôn. Rồi. Các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và chia sẻ nhé. Đồng thời bấm đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.